Dạ, bữa nay cũng đột xuất thì cũng làm cái clip này, tại thấy có mấy người kêu nhờ thông tin giùm cái chị khổ quá đó. Sài Gòn, Việt Nam bây giờ nhiều lắm. Đó là một trong những cái khu mà của chị nãy là nhiều. Cho nên ở đâu ở đó là đúng nhất. Nhưng mà về quê á thì lại bị cách ly với quê nữa. Mà ở khu nhà trọ thì lại không có thức ăn, không có đồ ăn, cho nên không biết chính quyền có cách nào lưỡng toàn không. Xin chào. Hôm nay lên kịch đọc một mớ thơ. Kịch đọc cái bài 10 chết 7 còn 3 nghe bà con. A Di Đà Phật, chư huynh đệ qua cơn đại dịch này, loài người kinh hồn lạc vía. Đây là một cuộc đại thanh lọc nhân quả của kiếp nhân sinh. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng có câu sấm bất hủ: mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình. Người chết trước thì mồ yên mã đẹp, người chết sau thì rượu rã thay thiên. Rồi Đức Huỳnh Phú Sổ cũng có từng câu sấm như sau: hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Hay ngài đoán chính xác rằng no chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây đó. Cách đây mấy trăm năm mà Đức Phật Thầy, tức là Đức Huỳnh Vô Sổ đã đoán, tại ngài là Phật mà, ngài nói gì mà không trúng. Nên anh sắm miền Tây á, mà Trung mà Bắc nên nghiên cứu trong lúc này rảnh rỗi nè. Nên ngài dạy rằng: khuyên trần sớm liệu bán khoai, xin lỗi, khuyên trần sớm liệu bắp khoai, bắp nè, khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Khi đời đau khổ thì tuyệt nhiên không phải là lúc để hưởng thụ. Ngài nói đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thây nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Cái này đúng y chang, vừa bị ép quan cái là lôi đi, cái là đi luôn, không không gia đình không gặp luôn á, vô đó là trộm luôn á, không bệnh vô đó cũng chết rồi. Còn ngài thanh sĩ thì sắm khắp Bắc Nam, tức là Hà Nội, Sài Gòn nghe, khắp Bắc Nam khí trời mù tịch, lộ không người nhà bích lối ra. Trời ơi, ngài thanh sĩ này cũng siêu á nghe. Thời đó là cả trăm năm mà còn còn nói chúng y chang bây giờ nè. Nghe lại nghe bà con: khắp Bắc Nam khí trời mù tịch, lộ không người nhà bích lối ra. Nhà bích lối ra là gì? Là nó để hàng rào khu cách ly á, là nhà bích lối ra. Lộ không người thì ra ngoài lộ đâu có người đâu. Khắp Bắc Nam khí trời mù tịch. Rồi đọc tiếp nha: sắp đến lúc đất trời rầm chuyển, nhân vật hai con biển cũng dời, non biển cũng dời, nhân vật hai non biển cũng dời. Thấy người chết tợ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tất bỏ thân ngay. Tại sao vậy? Tại sao con người lại lâm đến đại nạn này? Đây là nguyên nhân. Việc tu dân chúng quá nghèo. Việc tu dân chúng quá nghèo, tức là mình không có lo tu, mình cứ lo karaoke, rồi mình lo chạy theo showbiz, mình lo náo nhiệt chửi lộn ở trên mạng, mình lo chuyện gì đâu không à. Việc tu dân chúng quá nghèo cho nên khó tránh nạn eo của trời.
Thì giờ mình bị cách ly mình ở nhà thì cũng đâu có muộn đâu. Giờ Covid nó đang đứng trước cửa rồi, mình thay đổi giờ chót á cũng không sao. Kinh chú gì đó bữa Kiệt có gửi ra đó trên Zalo Kiệt đó, kinh Thiên Tâm á, đọc chú Đại Bi, đọc Lăng Nghiêm rồi vô là hết thôi, qua thời gian không bao lâu đâu là hết. Trời đây không phải là thi họa mà là nhân họa, nhân gieo nhân và trời ập xuống quả. Từ đây đến đổi mấy giờ đời, chúng sanh như cá nằm phơi giữa đồng. Hay là Phật, câu này hay đó. Từ đây đến đổi mấy giờ đời, chúng sanh như cá nằm phơi giữa đồng. Nó còn hơn phơi giữa đồng nữa, không có người phơi luôn á. Con người thân chết như loài vật, bởi đây là nhân sát sanh hại vật. Trần gian con người vì ba tấc lưỡi mà biến cái bao tử của mình thành nghĩa địa mồ chôn của muôn loài sự sống, tạo ra oán hận trong khí thiên của đất, của trời đất. Nên sấm giảng của Đức Sư Giải Bán Khoai từ xưa đã cảnh cáo: Thánh xưa cấm chẳng sát sanh, thánh thần nào biểu sát sanh bao giờ? Tại trong thiên hạ ước mơ kêu rủa ôn dịch, dịch ôn ráp vào. Đó, kêu rủa ôn dịch, dịch ôn áp vào, ráp vào. Kêu rủa ôn dịch, dịch ôn ráp vào. Chính xác vì ác nghiệp sát hại tạo ra ám khí u ám của trời đất, chiêu cảm sự oán hận tột độ của muôn loài, khiến cho virus ấy xâm nhập đánh vào điểm yếu của loài người và thẳng nơi khí quản, một hơi vào không ra, vĩnh biệt sự sống. Tất cả việc ấy đều là nhân, tất cả nhân đều tạo ra quả. Nhân quả là nguyên lý vận hành của vũ trụ. Mỗi việc ác, mỗi tờ giấy nợ, mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ. Thân nay chưa thì đợi thân sau, dây bao thì trả cũng bao. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai, thời mạt pháp trả dây rất chóng. Kỳ hạ nguyên chết sống lẻ thay, đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Trích của ngài Thanh Sĩ. Cho nên tu mau kẻo trễ người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Bây giờ có vàng, có hột sòn, kim cương nữa, mà đó cũng giống như đại gia nhà năm tầng lầu ra giựt cơm với cơm từ thiện của mấy ông đờm á. Tiệm đâu có bán đâu, đói quá rồi phải giựt, có tiền mua đặng không được. Phước đức nó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Trích từ Đức Phật Thầy Tăng. Tích đức dù không ai nhìn thấy, nhưng hành thiện đất trời đều thấu hiểu. Một người hành thiện, phước đức có thể chưa đến, nhưng chắc chắn họa thì đã xa rời. Tâm tốt của một người là cái đức, hành động tốt của một người là rèn đức. Rèn hạnh đó là cái việc mà kiếp người phải làm, dù là giàu hay nghèo. Nhưng nếu quên đức, quên hạnh thì nhất định là tạo nhân bất thiện rồi. Cho nên khuyên trong lời thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho, ấy là quý báu thơm tho. Đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính dì mẹ cha, sau này xấu bắt hùm tha, xử người tàn bạo. Vậy mà tại đây, đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Trích Kim Ngôn Ngữ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đọc mấy bài thơ vậy thấy nó cũng hay hay, ngay ứng ngay lúc này được đọc.
Cái mình đọc lại cái mình đọc thêm bài thơ này của anh nào này nè, anh cũng không có tên nữa mà thấy gửi qua máy kìa, cái này kiểu thấy hay đọc. Bài này chắc đang thích ứng ở Sài Gòn nè. Bài này tên là Lại nha. Lại một ngày trôi qua rồi đó, lại Sài Gòn khốn khó lao đao, lại ca lây nhiễm vẫn cao, lại nhìn thương quá đồng bào hồi hương. Lại thế lại thảm thế nhìn đường thành phố, lại tiêu điều như chỗ không người, lại đau như thiếu tiếng cười, lại cần thực phẩm sạch tươi để dùng, lại bực kẻ tận cùng xấu xí, lại rải đinh cả ký ra đường, lại cho dân khổ tai ương, lại bị chặt chém bởi phường gian manh. Ông Nguyễn Viết Thơ hay quá ta, không có để tên cho nên không có biết tên ổng lại. Lại nhắc lại các ngành chức sắc, lại làm sao truy bắt tụi này, lại nên làm khẩn làm ngay, lại còn như thế đắng cay muôn phần, lại cảm động tình nhân mùa dịch, lại bọc đùm mục đích yêu thương, lại cơm từ thiện trên đường, lại tiền lại nước sẽ nhường cho nhau, lại dẫn dân khổ đau tan tóc, lại phải nghe tiếng khóc thấu trời, lại là tìm bạn mà chơi, lại ai vô ý hại đời hại ta, lại đến hán tiền nhà điện nước, lại trông chờ mình được vắc xin, lại dân ai đủ tự tin, lại thôi chỉ biết giải sinh ông trời, lại thử nhìn khắp nơi thế giới, lại thuốc thang dội tới thế nào, lại thấy người chết vẫn cao, lại ta mới thấy đồng bào mình hơn, lại mong dân vững bền cầu nguyện, lại quanh ta nhiều nguyện lại quanh ta nhiều chuyện màu nhiễm màu. Ông này cũng có một chút tâm linh. Lại quanh ta nhiều chuyện nhiễm màu, lại qua ba tấc trên đầu, các chữ thần trên đầu ba tấc, lại hồn sông núi một bầu chở che. Bây giờ chỉ có Phật mới cứu thôi quý vị, thì nói rồi, vaccine không có cứu nổi. Là vaccine Mỹ thì cũng sẽ bị nhưng mà không chết, còn mấy vaccine khác cũng vẫn đi đứt như thường. Chút chuyện sẽ nói con Delta mới vừa phát hiện nữa. Con Delta ở Ấn Độ là xưa rồi, bây giờ nó mới vừa ra con mới nữa nè. Để đọc tiếp. Lại báo đài nhiều nghe pháo nổ, lại thương dân trăm khổ ra đường, lại xăng vẫn dắt như thường, là lại xăng vẫn đắt như thường. Trời, xăng còn lên giá nữa, lúc này khổ muốn chết mà lên giá. Lại là qua trạm phí đường BOT, trời vẫn bị đóng phí đường nữa. Lại một thằng dù lộng vào lò, lại là chức lớn chức to, lại sao ăn chẳng biết no vậy cà. Trời ơi, ăn không có no cho nên ở bên mới cho đó, cho khi nào mấy bác mấy cóm của mình á, Phật ơi chúng con xin đầu hàng Phật, chúng con thắng mọi thứ nhưng mà chỉ có thua Phật. Lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện, các linh căn, các người mà có sứ mệnh để mà lo lại cái xã hội Việt Nam á, Việt Nam mình sẽ giàu lắm á nha, thành cường quốc á, thì xuất hiện thì lúc đó nước mới bình an được. Còn nếu không là cứ ăn mài quốc tế hoài. Lại năm trước lò ra Hà Nội, lại năm trước lò ra Hà Nội, lại năm này vào dội Bình Dương, lại lò nghi ngút án hương, lại là Duyên Ủy cho lường đo lường làm sao. Xin lỗi nha, mình đọc cũng còn hơi dấp dấp. Lại dân mong trời cao có mắt, lại cố lên son sắt niềm tin,
lại tinh hoa việc giữ gìn, lại dòng bách việt 5.000 rồng tiên, hơn luôn á, mình hơn 5.000 á, lại mong dân khắp miền cả nước, mình từ thời Phục Hy Thần Nông là tổ tiên của người Việt, tại cái gì mà hay cái Trung Cộng nó dành á. Lại nguyện cầu trên trước gian, lại xin trời rải hồng ân, lại con dân Việt muôn phần bình an, lại mong ngày mới sang trang, lại không nhìn thấy trái ngang như vậy. Đọc nãy giờ không biết nó nghe tiếng không ta. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật. Anh đọc mấy mà thôi lỡ đọc thêm tiếp nữa rồi anh chúc kịp trò chuyện với quý vị. Này bài sấm này của Đức Thầy, để kêu đọc nghe bài sấm thơ này của Đức Thầy, kêu là xưng hạ tác cuồng thơ. Không biết còn ghè không, bà con ghè thì nói nha. Xuân hạ tác cuồng thơ, sĩ điền tịnh tiểu nhân lấn lướt, thời giận hèn nhược dụng thắng can, cầu cho bốn biển bình an. Ở ngoài đó có ai nghe được không? Không biết có bị rè không? Nhắn tin cho em. Cầu cho bốn biển bình an. Chúc câu lai thế sớm làng vĩnh miên, xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thờ đấng trung thần, gạn đục tầm trong, dình câu thủ cụ gia phong, gom nhành lá rụng dung trồng giống xưa, tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân. Chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quyết một ngày thông đạt địa thiên, chúng sanh nghe thừa lời truyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm, dốc chờ ngày sen đơm nhị trổ, khỏi bùng lầy tông tổ hiển vang, bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi vọng khải hoàng bốn phương, lòng chạnh cảm quê hương nghèo ngặt, các nước hoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi, những nơi ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha, phương Nam rạng ngọc chói lòa. Đó, phương Nam là sau này hết Covid, hết này kia, thì sẽ rạng ngọc chói lòa. Lưu ly hổ phách, mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quá long, mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện quá hào quang, Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng loàn như nay. Nó dữ quá, nó bị Covid. Dòm khắp chốn rồng mây chơi giỡn, dân hai lòng hết bỡn hùng điên, thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai, bút nghiêng hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát cũng nghe, kìa kìa con cóc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai,
thi tạ cạnh bồng lai tạ thế, mãi chần chờ nghe trễ kỳ thi, muôn năm chờ định khắc kỳ, ngặt ông thất thủ hạ bì khó toan. Ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da, ghét dòng con nịnh độc xà, kinh khi chu nghĩa hải hà lòng nhân. Đường gai góc thiên sơn dạng hải, dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng. Tử nha như thể cát đằng, tùng quân dựa bóng vui bằng Hưng Châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lư bồng hiệp hội đồng chầu thánh dương. Chủ kia bạo ác phải nhường, xưa có chủ dương, thời nay không biết có mấy bác nào đó. Võ Dương hữu đức đường đường trị dân, Võ Dương giờ cũng đầu thai rồi, thì rõ việc phong thần trở lại. Kiệt Thường nói là sẽ có phong thần hai á, những giống như thời xưa vậy. Các bạn nên coi phim Phong Thần để nhà rảnh nè. Phong Thần một là mấy năm 6.000 năm trước, giờ Phong Thần hai nè. Thuyền đông pha lèo lái cánh trương, con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nóng nảy sân si hư diệt, phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Xử phân những đứa vô nghì, mới là khỏa lấp vết tì ngọc son. Khuyên gán giữ cho tròn đời đạo, đừng cho loài cài cáo lung lăng. Yêu tinh trực nút đường tăng, mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy. Lôi Âm tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dầu ai chế nhạo phận mình toan. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa hảo tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Ở sao không thấy ai hỏi ta? Sao không thấy ai đánh câu hỏi? Kìa, không có nhìn thấy. Ờ, thấy rồi. Bây giờ cái bài này nè, nó mới lợi hại. Kiệt sẽ đọc cái bài kế tiếp. Cái bài kế tiếp á là xác lệnh. Xác lệnh mà không phải xác lệnh của người đời nha. Xác lệnh ở trên thiên, xác lệnh ở trên trời. Nó cũng giống như xác lệnh ở ngoài Bộ Trung ương mà 16 hiện giờ vậy đó. Thì hiện giờ có cái xác lệnh đó để Kiệt đọc cái bài đó. Thấy à? Tại mấy cái chữ thiên á, rồi dịch cái chữ Việt, cho nên đó, nó giống giống gì á. Đại khái cái này để tượng trưng cho quý vị thấy, giống như chữ thiên rồi dịch ra chữ Việt. Thì hôm nay Kiệt đọc. Ủa xong thấy ta. Thì đại khái vậy đó. Chữ thiên. Thì nó rất là nhiều, nhưng mà Kiệt đọc cái bài này. Này chói quá. Ok, đại khái, tại vì Kiệt không biết làm ánh sáng làm sao, tự nó chói quá. Thì Kiệt đọc cái bài này, xác lệnh 16, không, giống như hiện giờ xác lệnh 16 cách ly gì đó. Còn này là xác lệnh từ ở trên cao, Tam Thánh Tòa luôn. Cái này đạo Kiệt đọc sẽ ít có người hiểu, nhưng mà cũng phải gán hiểu. Còn những người linh căn họ đều hiểu, họ đều biết hết. Cái này cũng cần phải công bố.
để cho những người có sứ mệnh, có linh căn họ hiểu. Bản cơ tận diệt, thiết lập căn cõi, nghĩa là ở trên đang thiết lập lại một cái bản đồ của trái đất và tạo làm những cái luật lệ của cái thế gian mình lại. Cho nên từ cái chữ thiên này nè, từ cái chữ thiên dịch ra chữ Việt nha bà con, mà dịch không phải ai cũng biết dịch nha. Người người viết á là dĩ nhiên là biết ai rồi, tuốt trên cao. Còn người dịch á là cũng phải cao siêu lắm, ở trên nó mới dịch xuống, chứ người phàm không có ai biết dịch cái này đâu. Để kia đọc cái này cái. Này nó để hình cha mẹ. Okay. Đọc cái bài cơ tận việt lập lợi căn cõi, cơ tận diệt thiết lập căn cõi, muôn dặm trường thi lâm ly khổ ải, tận diệt tà bà dẹp quỷ ma, thiên binh vạn mã bất khả tư nghì, thế trận máu xương thay chất đóng, quang minh chánh đại bát quái càn khôn, dẹp sạch hư tồn bại vong quốc sách, gian tà hống hách hồn phách tiêu tan, quỷ ma máu chảy hai hàng, lệ rơi cha mẹ biết đàn nào nguôi, thiên minh khôi bá tận diệt, thiên lôi thiên nghiệp thiên bang, dọn sẵn hai hàng súc sanh ngạ quỷ, ma binh nhiễu loạn triều cương, giành giật nam bang cướp ngôi ta, ta bà đảo lộn đen trắng thị phi lâm ly bi đát, thế sự thiên binh luật đạo hữu tình, đã trễ 95 niên ức, địa ngục sông núi căn cõi ta bà hư không, quá điển không kể cháu con đều phải dọn sạch. Dọn sạch tức là biến mất á, biến mất khỏi không gian. Người ác quá nó không có được đi đầu thai á, là biến luôn á, như khói tan vậy đó. Nghiệp cơ tận diệt phát khởi càn khôn, tam tòa ấn ký. Nghĩa là cái bài này là do tam tòa ở trên trời á, có tam thánh tòa. Nó cũng giống như có Liên Hiệp Quốc vậy. Chị thường nói những cái clip cũ mà những ai mới nghe á, thì phải hiểu là mình ở trên đó mình cũng có tam thánh tòa, cũng có Liên Hiệp Quốc xử chuyện đồ nữa nghe, chứ không phải ai muốn làm gì làm đâu. Tam thánh tòa ấn ký, thiên binh vạn mã quân lệnh như sơn, quét sạch gian thần phục hưng triều chánh, ghê nữa ha, ghê quá, bữa nay gì nữa. Thiết luật quân ban ngàn thu không đổi, gian thần định tội quyết không từ nan, lệnh từ nam bang đi toàn căn cõi, Phật tiên đứng đầu lập lại càn khôn, kinh tế chính trị trường tồn vĩnh viễn, kẻ nào nhiễu loạn quyết xử hẳn tay, bất tuân lão ấu. Chiếu theo luật lệnh thiên thu vạn tượng, tam tòa hậu ứng, thiết lập quân nhu an dân bình quốc, trọng hiền tài bất tuân quy luật. Từ đây quân lệnh thiết lập ngàn thu, mãi mãi về sau không bao giờ đổi,
quân lệnh nghiêm minh quốc gia trường tồn, kẻ nào quấy phá hồn tiêu phách tán. Thầy trò làm sai đọa đài, làm súc sanh muôn đời muôn kiếp bất quả vị Phật. Nay cơ ghi rõ căn cõi nhớ tuân, ấu lão người thường thiên binh vạn mã, quan chức thứ dân xử y một lệnh. Những kẻ đã gieo muôn trùng ác khẩu, trả quả gấp mười, cố tình gấp trăm. Tất cả thường dân quan binh tướng sói, những người sáng tạo đều được đứng đầu bất luận tuổi tác. Xây dựng cõi nhân gần bằng tiên cõi, những ai đứng đầu thường xuyên bị sát, không được kiêu ngạo, không được làm càn, bất tuân quy luật giáo tòa xử lệnh. Giáo tòa y luật xử từ càn khôn. Các căn các cõi cho đến thường dân, tất cả con người thương yêu chia sẻ, kẻ nào kiêu mạn nhắc nhở vài lần, nếu còn cố tình hồn siêu phách tán. Dân chủ trần miền đến tận căn tiên, tinh tú nhiên năng giám sát mọi việc, cha mẹ mọi nơi làm lại hạnh lành. Các căn các cõi thiết lập quân ban, thiên binh thiên tướng ấn lệnh sắc ban, diệt hết gian tà trần gian hưởng phước. Luận tội sao trước tất cả các căn, ban rộng chiếu thư diệt sạch gian tà, ma binh nhiễu loạn kiếp kiếp đời đời, nguồn gốc bệnh căn giờ về trả quả. Lệnh cho thuyên quả đốt hết u mê, khí sanh độc hại không còn nhiễu dân. Tất cả lệnh trần từ nay thiên giảm, chỉ còn bệnh nghiệp số kiếp đã gieo. Nhiễu loạn ma binh từ nay diệt sạch, ánh sáng quang minh trường tồn vĩnh cửu. Sắc lệnh các căn cõi diệt sạch tà tâm, mầm mống si mê ngàn đời không đổi. Thiên cơ chiếu khỏi không chừa một ai, trẻ già gái trai tu tâm sửa tánh. Thiên binh thiên tướng đại giác các căn, càn khôn phát khởi tận diệt gian tà, nhiễu loạn triều cương đem về xét tội. Luận công ban thưởng những người hiền tâm, đức tài danh ngôn đem về ban chức. Không kể công cao ra tay diệt sạch những kẻ ham danh, xấy nhiễu dân chúng đều cùng luận tội không chừa một ai. Những kẻ mưu cầu lập ngôi kế phái, tiêu hồn phách tán. Từ khi kể từ hôm nay 25 tháng 6 năm 2021, nay trẫm lệnh thiên ban căn cõi hết sạch gian tà, hết sạch ma binh, toàn dân lo diệt, cùng nhau khởi diệt tà tâm, sống đời an lạc, muôn đời con cháu hưởng phước, chuyên tu xây dựng là lòng trần cao cao tại thượng. Không còn gian ác, không còn yêu ma, chuyên đi càng quấy tận diệt phát khởi tất cả tâm tà, chỉ còn tâm thiện dùng đất chánh nhân. Càng càng khôn vũ trụ cha mẹ các cõi, tự công dũng lược mệnh được ác thua, không còn phân đua tính từ công đức. Ai người chánh trực, ai kẻ nhu mì, thiền định xét si tỏ tường nguồn cội, hào quang vạn dặm quả phước tận nơi. Tất cả sắc phơi có người ri rõ, không cần gõ mỏ, không cần tụng xưng, trước mặt sau lưng tâm thành ấn chứng. Thiên đường địa ngục các cõi các căn, khởi luận xa gần tâm từ ác rõ,
mình dùng các cõi địa ngục triệu năm, rồi tất cả triệu năm, tất cả xa xăm dưới quyền tiên Phật, lo lắng tất bật hay sống an nhiên, tất cả khùng điên là do tâm tạo, nhiều kẻ đạo mạo, nhiều cảnh hư vinh, khắp chốn hữu tình thứ gì không có, có người khốn khó, có kẻ đầy không vơi, muôn vạn nẻo đời đều do nghiệp quả, hữu tình tướng số khó khó cam ly, sách lược từ bi đứng đầu các pháp, kẻ ngu người ác vì trí không thông, sách lược có không muôn đời dạng kiếp, đời là số kiếp của vạn công phu, kẻ trí gánh ngu ngu mù không thấy, việc đời đâu đấy đã được an bài, tất cả gái trai mau mau tu tỉnh, không cần cung thỉnh tâm thiện ác linh, khấn chốn trần miền lập công bồi đức, khắp chốn trần miền lập công bồi đức, tu trì hết mực kính cẩn tự tâm, không luận cao thâm chỉ thị cần trung thực, chỉ cần trung thực, cầm cân nảy mực, tất cả xét soi văn võ lược bài, không bằng vũ trụ tâm đức tài danh, dân anh thế sự, 3 triệu tần số các cõi mọi căn, thanh thành bãi liệt hơn thiệt vân vi, tất cả sầu bi muôn phần khắc khổ, bá chủ lâm ly muôn phần cơ sự, Phật thầy điển quang càn khôn, điển giới hai hàng âm dương, sách lược muôn vàng trước sau, hùng điên điểm quá nhiệm màu, muôn phần nghiệp lực muôn phần đạo binh, nhân gian khắp chốn hữu tình, chỉ chưa sáng tỏ mà đòi xét soi, triệu triệu năm số kiếp của muôn loài, đều do vũ trụ ban dài điểm quang, cách lược nam bang muôn tầm căn cõi, u minh sáng suốt khởi nghiệp diệt môn, tất cả đều dồn trong nghiệp lực của kẻ si gian dối, muôn ngàn kiếp cộng dồn hội tụ càng khôn, muôn dạng xấu xa gian tà linh hiển, đều do nguyên nghiệp mấy triệu đời gây tạo, tất cả đều nằm trong khung vũ trụ, nghiệp lực do nhân cõi tạo bài, từ đây cõi muôn loài xúc vật, từ đất đai gió lửa đao binh, từ muôn phương dạng hữu tình, từ kỳ dinh hiển cho mình tạo ra những xa hoa dinh nhục qua phàm trần, từ đây bỏ hết càn khôn vũ trụ, được tạo ra sinh diệt bởi tâm mình, khen bị tại thượng sách lược phương trình, muôn dạng hành trình suy bi tính kỹ, việc làm qua Mỹ quỷ diệt ác tâm, tất cả xứng tầm kinh ban lược sách, thống hết hiển dinh tà gian thiện nghiệp, soi dần căn cõi nghiệp trước, đừng hỏi nhìn lại tương lai, tất cả không sai dân dần chấm dứt chấm bút, không thêm không hụt muôn thuở ngàn năm, xét xử danh tầm muôn vàng căn cõi, những ai không giỏi xếp hạng vân vi, những kẻ xó bì lục xanh ngũ uẩn, muôn vàng hậu thuẫn tâm chứng hạng đầu, sách lược giải dầu ngàn thu chiếu rọi, muôn tầng dạng sống cổ đại thập niên, lược sạch u phiền hào quang chiếu rọi, con người không trọi nghiệp lực đã gieo, tất cả đau binh hoặc thần tặc tử, loạn ngôn hí ngữ đều được xét soi. Này, các năng luận dựng lương viên cũng sẽ bị xử kỳ này luôn. Dân cõi phù đời diêm dương quỷ diệt, càng khôn ban giết sách lược ngàn thu, không ai bù trừ điều do nhân nghiệp,
xét từ dị tượng ban bố xa gần khắp cõi hồng trần thiên thu đức độ muôn ngàn gian khổ hóa học hiển dinh suy xét phân minh muôn phần nghiệp quả đều do thủy quả khắc tạo gây nên từ dưới lên trên muôn ngàn xấu tốt những người căn tốt những kẻ dân thường xoay chuyển xa gần đều do tâm đạo khôn lanh thờ khảo bất diệt vô vị nhân cõi tính suy không qua nghiệp lực đều do quy lực ngàn kiếp không phai tất cả không ngoài nghiệp nhân gây tạo muôn ngàn tần số sách lược truyền ban tứ công bát lượng thượng sách hữu tầm cụ vị bị thâm khương muôn đường thế dần hào quang mưu sự hào quang mưu sự không đặng danh tầm muôn kiếp xa gần kinh thư đoàn sổ muôn phần đau khổ sách lược tiên ban thế dần hỏi han danh lưu tự thượng muôn ngàn cân thượng chỉ có càng không tất cả danh môn sứ tầm thế sự từ gốc do bự to bự tến tận rễ hoa từ già từ dặm trường xa hay gần trước mặt đều do góp nhập từ dạng triều tông tất cả hư không muốn tầm vũ trụ không ai không trụ khi có tầm danh thiên quan binh luận thế sự muôn vàng đau khổ luận càng thôn kim cổ danh tầm muôn đồ bá nghiệp xa gần vinh quang vạn nghiệp hồng trần ai ban ganh đua nhiễu sự an trang thuận thiên dũng lược hải hà thế hào tây phan loạn thần trên dưới xa gần người khôn trí đạo người đần đao binh. Nghiệp gieo muôn kiếp xa gần thế sự gần gần máy này bị hư mấy sao nó ghẹ phải gắn đọc cho hết thế sự xa gần người không chứ đạo người gần đạo binh nghiệp dâm muôn kiếp xa gần thế sự gần gần ai rõ ai hơn bởi vô minh muốn tái lai công thu xuân hạ ai ai đã lường bởi vô minh cảnh chán trường nên gây nghiệp giữ muôn đường mà dạ đọa xa binh tầm nhà danh vọng bao la không gieo thiện nghiệp còn la công bằng ganh đua nghiêng ngã triều trần xa nơi cực lạc có cần xét soi dinh sang đức độ một mai xứng tầm căn cõi hai hàng hiển dinh mặt đời nhiều sự hữu tình tâm ta hiểu phương trình càng khôn dĩ mô danh nghiệp sân hà còn ghê hết trời không biết sao nghe mình dốt mấy cái vụ âm thanh ánh sáng không biết sao ta ghê tài cái gì ta mới nghe điện thoại không microphone à nếu điện thoại không microphone nó bị ghẻ ghẻ đó hai cái này đọc đọc mày giống như bài tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ vậy đó của trên đưa xuống đọc mà bị
đi nghe kiểu này ha. Do cái điện thoại kế bên nghe nhiều, có phải không? Cái đại tử nói thử rút dây cắm lại, bài này rất là quan trọng nha quý vị. Cái bài này sẽ thay đổi cái quả đi cầu của bài á. Này giống như lệnh ở trên Tam Thánh Tòa với cha mẹ đó phán xuống, mấy chư Phật phán xuống mà kiệt đọc lại cho những người có hữu duyên mà hiểu về tâm linh đó. Đấy, nhưng mà không hiểu cũng phải hiểu, tại vì ở chung xuồng là cũng chết chung.